Xin chào toàn thể quý bác và cô quý anh chị. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Linh. Quê của tôi là ở tỉnh Thái Bình. Thì tôi rất là yêu quê của tôi. Thì sau hơn 20 năm ở xa quê, thì tôi đã được về quê. Quê của tôi rất là yên bình và gần gũi. Thì công việc chính của tôi là ở trong tỉnh Đồng Nai. Tôi hiện là giáo viên tin học tiểu học. Thì tôi rất là thích yêu nghề dạy học. Thì mình thích con nít từ nhỏ rồi. Và bây giờ thì tôi thích dạy tiểu học. Tiểu học con nít rất là dễ thương, hồn nhiên và vui tươi. Ngoài ra thì tôi có làm thêm công việc đó là trang trí sinh nhật những thơ non bóng cho các em, làm ảo thuật cho các em vui. Đó là niềm vui chính của tôi. Và hiện bây giờ thì khao khát và ước mơ của tôi đó là được kinh doanh online và tự do tài chính. Thì tôi rất vui khi được làm quen cùng với anh chị. Và chúng ta sẽ cố gắng để vượt qua tất cả những khó khăn và vươn tới thành công. Tôi rất là vui khi được ở đây thì giới thiệu làm một video giới thiệu bản thân mình. Tôi xin chúc cho anh chị sức khỏe và thành công trong đời mình đã chọn. Xin chào quý chị.